Em biết nấu ăn, quét nhà, rửa bát với giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em. Nói chung là những cái việc thì đến tay là làm được cả, trừ việc tán gái. Tán gái được hả? Cho nên em chứ. Dạ, mối tình thì nếu mà chính thức thì chưa có, nhưng mà nó loằng ngoằng thì cũng nhiều lắm. Tại vì em mới tìm hiểu được ít hôm người ta bo xì em luôn rồi. Em thì chưa có mối tình nào cả. Hả? Xứng đôi vừa lứa quá vậy. Em giới thiệu đi em. Em là Nguyễn Văn Thọ. Em quê em ở Hà Tĩnh. Em đang sống và làm việc ở Đồng Nai. Làm nghề gì? Dạ em giáo viên đây. Em giáo viên hả? Cấp mấy? Được. Giáo viên cấp mấy? Dạ cấp 1 chị ơi. Em dạy môn gì? Dạ em dạy âm nhạc với lại làm tổng phụ trách ạ. Để bên đây giới thiệu đã rồi làm bài tặng bên đây nha. Dạ được chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu đã. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và cùng chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ý Nhi, quê em là ở Huế và em đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc em hiện tại là gì? Dạ và để nói về công việc hiện tại của em thì em sẽ có một bài thơ ạ. Hay quá. Rồi mời em. Dạ. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày 2 buổi sớm hôm đến trường, dạy trẻ nhỏ đọc rồi lại viết. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Thôi tới đó là người ta cũng hiểu em là làm gì rồi đúng không? Dạ. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Rồi bên đó có bài thơ nha. Hát liền. Liên quan tới nghề nghiệp luôn. Làm bài luôn anh. Em dạy tiểu học nên là em hát bài Chú Ếch Con. Hả? Chú Ếch Con. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trên non cùng bao cô cá rô ròn. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Này, cặp này lấy nhau về đâu có sợ buồn đâu. Có thổi sáo gì không? Bên làm thổi bài đi. Dạ. Hả? Sáo nữa hả? Có luôn, ta nghề nghiệp ta. Thầy hay quá. Là đội viên, bài hát thì Quang Lê. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, bạn gái. Dạ điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay nói hay cười, biết nấu ăn cũng biết lo cho gia đình ạ. Còn về điểm yếu của em thì con người của em nó đôi khi nó sống theo tình cảm quá chị, nuông chiều cảm xúc bản thân. Nếu như mà làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc theo kế hoạch, nhưng mà giống như mà không chưa có kế hoạch đặt ra làm thích làm gì làm vậy đó, làm theo tùy hứng ha. Dạ đúng rồi. Cảm xúc vậy cũng tốt, đâu có gì đâu điểm yếu, đâu có gì đâu điểm xấu đâu. Anh nói đi. Dạ. Đây mình điểm mạnh yếu thế nào? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, quét nhà, rửa bát với giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em. Nói chung là những cái việc thì đến tay là làm được cả, trừ việc tán gái là. Tán gái được. Cho nên em chứ. Điểm yếu nhất là vụ đó đó hả? Dạ, điểm yếu nhất thì ví dụ như gặp những người mà phụ nữ mà mình thích hoặc là xinh chẳng hạn thì em khá là mất bình tĩnh. Dạ, nên mà cũng không biết nói gì luôn. Cho nên là ấy vậy. Dạ. Trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì nếu mà chính thức thì chưa có, nhưng mà nó loằng ngoằng thì cũng nhiều lắm. Tại vì em mới tìm hiểu được ít hôm người ta bo xì em luôn rồi. Là chưa có mối cái mối tình gọi là mối tình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên kia làm sao? Cái tình trường của mình là cô giáo như thế nào rồi? Em thì chưa có mối tình nào cả. Hả? Xứng đôi vừa lứa quá vậy. Em chỉ có yêu đơn phương thôi chị. Rồi bây giờ em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em tả cái hình dáng coi, tưởng tượng ra sao, coi giống anh bên đây không? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là em không có quan trọng ngoại hình mà chủ yếu là tính cách. Thì em mong cái người đàn ông đó thì chín chắn, biết bao dung, kiên nhẫn, có khiếu hài hước một xíu. Bởi vì tính em thì nó hay vui mà cũng hay buồn lắm chị. Thấy anh đó nãy giờ là hài hước rồi. Dạ. Thôi em gặp bảo đảm cười liền. Đúng không? Yên tâm. Em điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích người bạn trai quá gia trưởng. Em hy vọng là nếu như hai người thì cần phải tôn trọng nhau, rồi không có nhường nhặt nhiều. Dạ, em thấy nghề tổng phụ trách đội hay đi giao du lắm chị. Em hỏi anh có đi giao du, có nhậu nhiều không kìa? Em thì cũng đi nhiều nhưng mà em không có nhậu ạ. Mẫu người bạn gái em tìm kiếm là như thế nào? Dạ, một người bạn gái lý tưởng của em là một người mập mạp mũm mĩm, chiều cao thì không hạn chế, bao nhiêu cũng được cả. Rồi, được rồi, để dạ, qua coi coi bên kia coi đúng ý em không nha. Chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Em cảm nhận anh trai bên kia như là người như thế nào? thử tưởng tượng anh ấy. Bây giờ em rung em chưa biết sao hết. Chưa biết sao hả? Dạ. À, em chưa có tưởng tượng được là như thế nào. Dễ thương lắm. Em có làm dâu không? Dạ cũng được anh. Cũng được, nếu làm dâu cũng được ha. Dạ nhưng mà ở xa. Ở xa hả? Ý là tại do nhà em ở Huế anh, thì em cũng muốn là Tết nhất thì cũng về Huế, cho nên hỏi nhà anh ở xa gần. Em hỏi thử coi anh ở đâu. Ủa anh ở trong này mà anh, nhà anh ở vẫn ở ngoài Hà Tĩnh hả anh? À đúng rồi, nhà anh mình đang ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh Huế cũng gần mà. À, vậy thôi thì em nghỉ hè thì em sẽ ra Hà Tĩnh, còn Tết thì em sẽ về Huế. Về Huế. Dạ. Ba cũng thỏa thuận với nhau thôi. Dạ. À rồi thôi được rồi. Dạ. À, anh qua coi mắt đàn gái thôi ha. Dạ. À, đàn gái cũng được đó. Thôi bụng mỉm đó em. Dạ. Đúng ý em luôn rồi đó. Dạ. Dạ cho chị. Trời ơi. Dễ thương mà. Đứng lên coi tướng tá, chúng coi là có khỏe mạnh không? Dạ có cân về xoay tròn không ạ? Quay. Dạ. Mà có khỏe mạnh không? Đất được nhiêu cái? Dạ chắc cũng được 40 cá. Bây giờ tích 20 thử coi. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít sâu quá ha. Chất lượng quá ha. Này người ta gọi là nhỏ nhỏ mà có vỏ. Rồi, anh cứ mãi chị cái. Thôi, được rồi. Cứ mãi lên 21 ha. Nhịp tim ổn định không? Dạ ổn định. Khỏe ha. Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Phải bỏ rác đúng cái quy định. Rác á, rác á. Bỏ rác đúng. Bỏ rác và phải phân loại ra. Hả? Tức là cái rác nào phân hủy được thì mình bỏ vào riêng, cái nào mà ví dụ ly chén vỡ gì đó mình bỏ riêng ra, đừng bỏ chung. À. Cái này đúng. Ôi mấy nhưng người ai đi coi mắt vợ mà có vụ mà bỏ ra. Ôi, anh, cái này nó lớn lên tính cách của một con người anh Quyền Linh rồi. Không chưa chắc nữa. Phải cẩn thận. Không, cái đó là đúng, nhưng mà đi gặp người yêu đi coi mắt vợ mà nói em cái nào nó lớn ra quy định không? Cái nào nó lớn lao lớn lắm á, ảnh hưởng đến môi trường lớn lắm á. Cái gì vậy? Quá. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với thầy hiệu trưởng với mấy đồng nghiệp ạ. À có thầy hiệu trưởng. Dạ. Rồi cho ý kiến thầy hiệu trưởng đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nguyệt Cát Tường. Dạ. Xin chào nhà gái và tất cả mọi người trong trường quay. Mình là hiệu trưởng của Nguyễn Văn Thọ. Thì đến với chương trình này thì mình thấy hai bạn về cái công việc cũng như là về cái quê quán á, thì hai bạn rất là thuận lợi. Còn về cái riêng bằng Thọ thì mình nói là bên địa phương của em á, thì những cái tiêu chí mà em đặt ra là tương đối là đạt rồi đó. Thì qua cái chương trình này thì mình thấy hai bạn cũng có cái duyên để gặp nhau rồi. Thì còn lại là mình mong rằng hai bạn sẽ càng ngày gần nhau hơn. Xin hết. Dạ cảm ơn thầy. Rồi bạn gái mình đi với ai? Em. Dạ em đi với chị gái em, với thêm em gái, cháu gái, với thêm bạn bè. Chị ruột hả em? Dạ. Rồi cho chị gặp chị của em nha. Em xin chào Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường và em xin chào quý khán giả. Em là chị của Ý Nhi. Theo em nhận xét thì anh chàng bên này thì cũng hiền lành, thật thà, hơi hề. Thì cái chuyện em Nhi thì nó rất là hiền cho nên nó chưa có bạn trai. Thì chuyện tình cảm của em và thêm duyên phận của em thì tùy em. Chị cũng chỉ biết là nhận xét anh chàng như vậy thôi. Còn vấn đề còn lại thì em lựa đi nha. Rồi, em gái có ý kiến gì không em? Em ruột luôn á hả? Dạ, dạ cháu. À cháu. Dạ con chào cô Cát Tường, con chào chú Quyền Linh và con chào chú và con chào quý vị khán giả. Dạ con là cháu gái của dì con, thì dì con rất là giỏi những cái công việc nữ công gia chánh, rất là giỏi nấu ăn. Dì con còn được cái vui tính nữa, nói gì cũng cười hết. Ở chú đây thì con không dám nói nhiều, con chỉ thấy chú cũng thật thà. Nếu như mà hai người nhìn nhau mà thấy hợp thì tiến tới với nhau, còn lại thì là do tính cách và duyên số của hai người thôi. Dạ con cảm ơn ạ. Thôi, đó cũng là ý kiến để mình tham khảo thôi ha. Còn cái chính vẫn là quyết định của mình. Kéo màn lên. Cái gặp gỡ ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Bắt đầu. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi em cũng cảm ơn quà tặng cho anh ạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Có vẻ hợp nhau ha. Rồi hai bạn có thể ngồi đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt, cảm nhận các bạn như thế nào? Nhìn thẳng vào nhau, ấn tượng về nhau như thế nào? Em làm việc ở Biên Hòa được lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm rồi. À cũng lâu rồi ha. Dạ. Nói chung là gặp đối diện với người em gái thì em nhát lắm. Thì nhát. Trong đầu em nó trống rỗng, không có gì cả. Thì bây giờ có anh đứng đây nè. Em thấy cô này sao mình nghĩ sao nói vậy, không cần màu mè gì hết. Dạ. Cô ấy như thế nào đối với em? Em thấy thì nãy giờ cô nói như chia sẻ về bản thân cô thì em thấy cũng thật thà, hiền lành. Đúng rồi. Cũng gọi là một phụ nữ của người truyền thống. Đúng rồi đó. Dạ. Em muốn lấy vợ chưa? Dạ, mục đích của em tới đây là phải lấy vợ gấp ạ. Em phải thể hiện người con gái này có biết chứ, có một chút gì đó hợp với những cái suy nghĩ của em không? Dạ có, hợp nhiều lắm ạ. Hợp về gì? Dạ về tính cách, về ngoại hình, dạ, về nghề nghiệp. Dạ. Em thấy cô cười xinh không? Dạ cũng dễ thương ạ. Bây giờ tim em như thế nào? Con tim thế nào? Thì nãy nó loạn lên em mới không nhớ cái gì đó. Em có hỏi gì vậy? Em hỏi đi. Em thấy là lúc nãy anh nói mấy cái vụ mà phân loại rác anh, em thấy có vẻ hơi nguyên tắc. Không có gì cả, em cứ bình thường thôi. Thì em như là không phải là rác nào mình cho vào một chỗ. Cái bịch ni lông nó khác, mà cái thức ăn dư nó khác, mà cái vỏ trái cây nó khác. Mình không vào. Ý em nói là bịch ni lông qua một chỗ với lại cái thức ăn với lại cái biết rồi, mấy vụ nó biết rồi. Dạ. Trời ơi, bây giờ thí dụ giờ em yêu một người cô gái này, dạ, em yêu tha thiết luôn. Dạ. Cô về cô thấy rác cô lụm hết, cô bỏ vô một chỗ hết. Không, cái đó từ từ em nhắc nhở sau, không sao cả. Nhắc sao? Nghĩ là em nên là phân loại nó ra. Nhưng mà em hay đãng trí lắm. Em có khi em bỏ, em thấy lượm rác được là được rồi. Chứ còn giờ bắt đầu phân ra. Ủa, phân ra để làm gì? Thì tất nhiên là phải có mục đích của nó. Tại vì cái rác mà hữu cơ nó khác, còn rác vô cơ nó khác. Bữa nay hẹn hò chuyện rác việc quá trời. Mà anh có dự định tương lai sao? Thí dụ mình quen nhau mà kế hoạch kết hôn sao? Giống như anh là anh tính gặp quen nhau rồi khoảng bao nhiêu lâu cưới? Thì tùy em thôi, mai về cưới cũng được. Em thì em anh cưới vừa gấp mà. Em thì tính em nó vẫn còn 5 năm. Em tính chắc khoảng 1-2 năm nữa. Cũng không sao, nếu mà tin tưởng nhau thì không sao cả. Em muốn ảnh như thế nào nói luôn đi. Em nghĩ chắc anh là giáo viên thì chắc anh cũng hợp với mấy tiêu chí của em ra rồi. Dạ, có mỗi cái em thấy nguyên tắc của em thì như vài bữa sống sao. Không sao cả, không phải nguyên tắc nhưng mà nó không cứng nhắc. Cái đó mình chỉnh từ từ được mà, không sao cả. Nói chung em bỏ rác. Dạ, ý anh nói là vài bữa em về giống như em về với anh là em phải giống như anh hả? Không cần giống, thì em cứ làm từ từ vậy thôi. Ví dụ như là cái ly hay cái chén vỡ thì 1 tháng, 2 tháng rồi. Cho em cơ hội cuối cùng. Dạ. Nhìn hẳn vào cô gái ấy, dạ, nói một câu gì đó thiệt là tình cảm để chốt lại, để cô quyết định. 30 giây cho em cơ hội cuối cùng, đừng có rác nữa nha. Thì nói chung thì anh thì cũng là một người rất là nhát gái, cho nên là gặp em lần đầu thì cũng anh rất là ấn tượng rồi về các cái tiêu chí của anh rồi, cho nên là em cũng mình cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình đến với nhau. Dạ. Rồi thôi mọi thứ sẽ quyết định sau cái quyết định bấm nút của mình nha. Khi chúng ta quyết định bấm nút có nghĩa là rất nhiều người ở đây đang theo dõi mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau, cái tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội, bởi vì anh ấy rất là chân thành. Vấn đề chỗ là anh ấy hơi nhát và hơi nguyên tắc, cũng hơi một chút khô khan. Nhưng mà anh nghĩ rằng với bản lĩnh của em rất thông minh, em sẽ lèo lái được anh ấy và chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người chồng rất tốt. Dạ. Ha, rồi anh nắm tay đi, nắm tay. Xin chị. Anh cầm giùm em. Đó. Nó phải vậy đó. Hai bạn chỉ cách có cái bờ rào thôi, ha. Chúng ta nói lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Dạ. Mời bạn nam. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang công tác và làm việc tại công ty thép Vina Kyoei, tinh thần thép. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh tên gì? Võ Công Lý anh. Công Lý hả? Dạ, Võ Công Lý. Dạ. Ủa là Lý làm ở thép Vina Kyoei luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân. Wow, trời ơi, vậy là tinh thần thép bữa nay là em khó tránh khỏi rồi nghe. Rồi còn em giới thiệu luôn nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Em đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bên bảo hiểm Phi Nhân Thọ. Anh ơi, em bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, tài sản. Dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh. Bảo hiểm tình yêu nữa hả? Ảnh hưởng nghề nghiệp ha. Gặp chào được em chào lại mua thép xây nhà không? Có luôn, em có mua thép xây nhà luôn. Rồi, em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở, không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là vất cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông, hơi nhát gái xíu. Nhát gái, rồi. Rụt rè, nhút nhát gái. Dạ. Mời nhà gái. Còn em thì sao? Dạ. Em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Dạ. Hay suy diễn hả? Dạ. Chà, cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha. Dạ, suy diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Dạ, tiêu cực nhiều hơn. Tiêu cực nhiều hơn hả? Dạ. Wow. Rồi, nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi. Mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là quen nhau được 6 năm. Từ năm cấp 3 tới khi đại học, học xong đại học và đi làm 1 năm thì không hợp thì chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen nhau gần 1 năm thì không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông rồi? Dạ không, mối tình thứ hai là không hợp thật. Rồi, mà bạn trai, em hãy nói chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe. Tình trường của em thì chính thức là không có ai hết. Em toàn đi hẹn hò với mấy bạn trai đi dạo biển, đi dạo biển lướt phố thôi. Trời ơi trời. Sao mà hẹn hò bạn trai đi dạo biển hả? Không, đi dạo biển cái này là đi cho vui á anh. Đi cho vui ngắm bình minh rồi. Sao em biết vui được? Hẹn hò với biển mà sao vui được? Có lãng mạn không? Không, không có lãng mạn. Giống như là 2 thằng xách xe máy chạy vòng vậy thôi. Ủa vậy thôi đó hả? Cho nó tốn tiền xăng vậy thôi. Ủa em đó gì chưa có để ý một cô gái nào trơn hả? Em có để ý mà mối tình đơn phương hồi năm lớp 12 mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng. Mà không có nói hay sao? Không nói, lúc đó nhát gái quá. Giờ còn nhát không? Không, giờ lên đây là tấn công luôn. Tấn công đúng không? Có nắm tay con gái lần nào chưa? Chưa anh. Chưa? Có hung chưa? Chưa hung luôn. Chưa hung luôn á hả? Có. Wow. Có coi phim cảnh hung luôn. Lúc mà coi phim cảnh hung thì có cảm giác sao? Lúc mà coi phim cảnh hung em bấm qua đoạn khác. Trời đất ơi. Sao kỳ vậy? Không, em thấy hơi ngại ngại. Có bao giờ em tưởng tượng em hung một ai đó không? Chắc chưa. Lạ thôi. Giới tính cũng hơi lưỡng lơ chút à. Không, nhưng mà em thẳng hoàn toàn. Chắc không? Chắc. Sao em biết em thẳng? Em cảm nhận là em thẳng. Cảm nhận sao? Giống như là em hay đi đá banh này nọ đồ nè. Đá banh cũng đâu phải là con gái của đá banh được vậy. Em bây giờ anh hỏi là thí dụ như là mình cảm nhận vậy thôi nhưng mà đó giờ á khó nói quá nha. Có ai bạn bè em nói em này kia không? Bạn bè em nói em là dễ thương. Trời ơi, khen dễ thương. Nhưng mà em thấy con gái đẹp thì cái cảm xúc em sao? Thấy giống như là muốn lại bắt chuyện với bạn đó mà ngại ngại không muốn dám bắt chuyện vậy chị. Vậy hả? Dạ. Em gặp nhiều con gái đẹp chưa? Dạ chưa chị. Vậy hả? Dạ. Ủa trong cái bên thép mà đúng không? Làm thép mà. Em có nắm tay con trai chưa? Không có anh. Nắm tay con trai là em chưa có. Chưa có hả? Không có. Em thích trai hay thích gái? Thích gái với anh. Rồi tạm về đi ha, nãy giờ thử qua thử lại tạm về đi. Rồi đàn gái thế nào? Dạ thì bây giờ đàn gái nghe như vậy thì cũng bị sút mồ hôi nè, bên đây mồ hôi quá trời luôn nè, thành ra là nói chung là chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai. Rồi còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á thì bạn đừng hút thuốc, bạn có thể nhậu được nhưng mà bạn biết kiềm chế, biết điểm dừng. Thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến, tính tự lập, biết nấu ăn. Ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy vợ bạn đi công việc hoặc như thế nào đấy thì bạn có thể tự lo được. Dạ. Về công việc thì bạn làm gì cũng được miễn sao ổn định và có thể trong những giai đoạn mà vợ của mình không làm được ra tiền thì bạn có thể nuôi được là được. Dạ em chào anh. Thì xin cái giấy xúc hết mồ hôi nghe cái vụ mà coi như là chỉ có đi với bạn trai ngoài bãi biển thôi là mồ hôi một kê nhảy nhại luôn nè. Dễ thương, trắng tươi. Dạ. Em Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Hai rồi, kể rồi, hai mối tình rồi. Dạ. Nhưng mà anh nghe mà chia tay nhau là bởi vì không đồng quan điểm rồi. Đồng điểm thôi đúng không? Ừ. Dạ. Nhưng mà bên đây còn zin nha. Dạ. Đậm á. À, đổ môi sợ. Dạ. Thiệt, đổ môi luôn á. Không, dạ. Hồi tự em thử đi. Em test thử thế nào thôi chứ giờ anh không biết được ha. Dạ. Nhưng nếu như bây giờ dịch hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới? Dạ em khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi. Ồ, sẵn sàng hết dạ. Rồi. Nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi? Em 25 tuổi anh Quyền Linh. Ồ, 25 phải thì... Ông mà 25 là... thì... 25 á, thì cái chuyện mà đi dạo, đi phượt với bạn trai ở ngoài bãi biển hay lên núi đó là chuyện bình thường. Dạ. Chị tưởng là 35 tuổi mà vẫn còn giữ cái xu hướng đó thì mình mới toát mồ hôi. Dạ. Còn 25 thì yên tâm. Dạ. Có người ta còn ham vui, tức là còn ham chơi. Ừ. Dạ, chào cưng. Dạ. Dạ. Trời ơi, nhưng mà tuổi 25 nhưng mà chững chạc quá à, thiệt dạ. Luôn á. Nhìn không có nghĩ là cái số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn. Dạ. Đúng rồi, cỡ 27 á. Rồi, em nói gì cho chị Vân biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan, hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình là ưa nhìn dễ thương là được, ưa nhìn là được. Nhìn cái là bắt mắt liền á, là càng thích ha. Dạ. Thích da trắng hay da đen? Da trắng chị. Đúng rồi, trắng bóc luôn. À. Trắng bóc luôn. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? À, hay càm ràm vậy đó. À. Không biết, không để ý phụ nữ cũng biết ha. À. Thí dụ giờ em tưởng tượng ngày đó có vợ thì làm gì ta? Thí dụ mà ngày một ngày nào đó có vợ thì em sáng là em đi làm, chiều chắc tối em mới về tới. Tối em về tới thì em ví dụ mà bạn nữ mà còn thiếu công việc gì đó em bổ sung vô thêm. Bởi gì nữa? À, bổ sung vô thêm rồi dẫn bạn nữ đi ăn uống này nọ rồi đi về. Về ngủ. Thiếu gì nữa đó? Thiếu hả? Em tưởng tượng giờ thí dụ em gặp người yêu em sẽ làm gì? Đầu tiên là dẫn bạn đó đi chơi, đi chơi, đi ăn uống. Ăn nữa hả? Ừ. Có đi coi phim được không? Có chứ, đi coi phim. Ừ, chị đó, xem phim đó chứ. À, đi xem rồi phim. Sao nữa? À, dẫn bạn nữ đi ăn uống, xem phim. Rồi cái gì mà bạn nữ thích tới thì em chở cho tới luôn. Giống như là biển Vũng Tàu hay là đại khái là đâu đó. Tức là ví dụ như bạn nữ người ta mạnh mẽ, tao nói anh hay mình vô kiếm khách sạn ngủ đi luôn, em đi luôn được. Đó, chờ câu đó đó. Nó mà nói thôi ngại quá thôi em về là mệt rồi đó. Đây mình thử thôi nha. Rồi, thử tình huống vậy thôi được. Như em... vậy thì nãy giờ anh thấy là câu này hay nhất nè. Được rồi, em thấy có đờn không? Tôi thấy vậy là yên tâm rồi đó. Em dân chơi mà anh. Hả? Em dân chơi mà. Trời ơi, dân chơi hả? Dân chơi. Con phim thế tao không chuyển qua kênh khác. Không dễ thương á. Dạ. Được. Không, nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi đúng không? Dạ đúng rồi, tới lúc mà... Hết ham chơi rồi, đúng không? Dạ, hết ham chơi. Đi chơi với trai chán rồi, bây giờ phải có một cái nửa yêu thương. Phải có một cái nửa yêu thương dành cho mình. Chính xác. Hôm nay em đi với ai vậy? Em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em. Trời ơi. Chào mẹ. Cô. Dạ, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ Công Lý. Hôm nay tôi đến đây là với lại ekip của công ty thép Nhật và ship của Công Lý và em gái của Công Lý và mấy anh của Công Lý. Dạ. Công Lý ở nhà thì thấy Công Lý trong công việc Công Lý rất quan tâm và ưu điểm của Công Lý là cũng biết lo lắng cho gia đình. Mà nếu mà Công Lý sau này mà có gặp được một người như Ý thì Công Lý rất là lo toan cho gia đình. Và khuyết điểm của Công Lý có cái là nhiều cái hay hơi ngủ, hơi muộn, ngủ nướng. Và mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương và cũng hợp với con. Thấy có gương mặt khu thê á, nếu mà hai con có duyên với nhau á thì cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai. Dạ, dạ. Bây giờ hỏi sếp chút xíu đi. Dạ sếp ơi. Dạ. Bộ sếp quý cái chương trình này lắm hay sao mà sếp đứng cô sai đằng sau lưng cho chương trình vậy sếp? Dạ, thấy chương trình cũng rất là hay, rất có ý nghĩa nhân văn. Dạ. Thì mình tên là Lưu Quốc Phi, cấp quản lý trực tiếp của Võ Công Lý đây. Thì trước tiên có lời chào đến hai MC rất là thân thiện là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, cũng như gửi lời chào tới tất cả hai bên gia đình và tất cả khán giả có trong mặt trong trường quay hôm nay. Thì trước tiên cũng xin cảm ơn đến tất cả ekip của chương trình, cũng như cảm ơn đến cái công ty Vina Kyoei đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Uống Hẹn Hò. Thì cũng xin chia sẻ một xíu là công ty thép Vina Kyoei thì là công ty chất lượng hàng đầu ở Việt Nam về cái lĩnh vực thép xây dựng, và cũng một cái minh chứng là mới tuần trước đây thì đạt được cái sản lượng là 10 triệu tấn sản phẩm. Thì cũng quay lại chương trình thì cũng có nhận xét về em Lý này, thì thật ra là em Lý thì cái tính thì hơi nhút nhát, thì nhút nhát thì cộng đến cái việc là sao ta? Là giống như là bẽn bẽn đồ này kia tí xíu, nhưng mà trong công việc em ấy rất là siêng và rất là có tâm trong công việc, rất là siêng, rất là siêng năng, làm việc rất là tốt. Còn về bạn gái bên đây thì thấy bạn gái cũng rất là xinh xắn. Thì thật ra thì sau khi mở bức màn ra thì hai bạn cảm nhận về nhau thì sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Chứ trên đây thì cái thời gian nó cũng ngắn thì cũng chưa nói lên được vấn đề gì. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh. Em đi với ai? Hôm nay em đi với sếp và các anh chị đồng nghiệp của em ạ. Cũng có sếp nữa hả? Đâu rồi sếp ơi? Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân, chào tất cả khán giả trên khán phòng, chào hai em. Tôi là Vũ Anh Hoàng, sếp trực tiếp của em Hạnh. Em Hạnh là một người rất là thẳng tính, vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Trong công việc thì cũng làm rất là tốt. Mà còn cái khuyết điểm thì như nãy em Hạnh cũng đã nói rồi, em Hạnh là đôi khi là hơi nóng tính. Còn tôi thấy hai em ở đây thì chắc là cái chuyện này thì thôi của em sẽ quyết định được thôi khi em gặp. Nhưng mà anh tin tưởng vào cái quyết định của em, vì em đưa ra những cái quyết định anh thấy là rất đúng đắn. Rồi, cảm ơn sếp. Cảm ơn hai sếp. Bây giờ mình mở rào ha. Mở rào rồi đi. Mở rào. Hết sức bình tĩnh nha. Nhớ nha em, tinh thần thép nha. Rồi, tặng quà nhau đi cưng. Mình có món quà tặng bạn. Vâng. Em cũng có quà tặng anh. Đây, đưa chị cầm con này cho. Em có cái món quà là hai cái món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau. Cái đầu tiên là cái quyển nhật ký. Thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là hãy là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công, mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị. Thì em muốn gửi đến anh. Giống như là những cái điều trong đây thì trong quyển sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh. Em gửi anh. Còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là khi mà bạn yêu một ai đấy thì đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cái hạnh phúc đấy lại đôi khi là không có bạn. Thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây, mặc dù nó không có em. Còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây. Cảm ơn. Trời ơi. Rồi nè, bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông con heo? Con heo là biểu hiện cho tuổi của em. Em sinh năm 1995, con heo. Là ý là muốn sao? Muốn tặng cho bạn này để mỗi tối bạn ôm hay gì? Mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em. Đó phải nói cho rõ. Rồi, em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh. Vì anh là con heo nhỏ này đúng không? Em nên mua con bự bự chút xíu. Rồi hai đứa ngồi ghế tâm sự đi nào. Trời ơi Thương, để tập đây đi em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè, nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, hơi nhìn da trắng, tóc ngắn. Nói chung là ok. Có giống trong tưởng tượng của anh không? Cũng giống đó, cũng giống như trong cái bill mà anh đang ghi trong chương trình đó. Giống cái suy nghĩ. Vậy đó hả? Như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm? Cũng 70% như vậy. 70% hả? Hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ? Anh làm ở công ty thép Vina Kyoei. Ý là hiện tại là anh ở đâu ạ? Hiện tại là anh đang ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ở Vũng Tàu. Em thì em ở Biên Hòa. Thì nếu như mà quen nhau thì bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? Em nói lại, bao lâu thì sao ạ? Bao lâu thì anh có thể gặp em, mình gặp một nhau? Tuần gặp mấy lần? Dạ, một tuần là em có thể thu xếp lên thăm bạn nữ được 2 lần, hai lần trên một tuần. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái. Em hỏi anh chút xíu là anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Nấu ăn thì anh nấu nhiều lắm, như là mì tôm nè, chiên trứng nè. Dạ. Thôi nấu chi nữa, ăn chi nữa. Được rồi, đừng quan tâm chuyện khác đi. Nói chung là anh lo cho em được mỗi bữa ăn. Dạ, em thì không thích gì ngoài thích ăn. Thôi em giảm đi em. Dạ em đang cố gắng giảm lắm rồi ạ. Em thấy người ngồi sau em không? Dạ hình mẫu lý tưởng của em. Ai, trời ơi, tụi tôi chung một team ông ơi. Dạ. Mà thực ra là bạn này đã là 70% trong cái tiêu chuẩn của bạn kia rồi, cho nên ông đừng có lời ra tiếng vô nữa. Thực ra đây nè, tặng bé heo này là cũng có ý nghĩa, chứ không lẽ giờ bạn kia mặt đầm, đúng không? Đúng không? Cũng muốn là em là con heo bé nhỏ của anh, ví dụ vậy đúng không? Dạ. Rồi dễ thương chứ bộ. Dạ. Người ta phúc hậu vậy chứ. Thiệt giận ông cái thiệt. Em có câu hỏi gì muốn hỏi thêm anh không? Dạ, anh có thích đi du lịch không? Du lịch là anh rất thích. Thường là anh đi ở đâu rồi ạ? Thường là anh đi ở Vũng Tàu. Trời ơi, anh làm ở Vũng Tàu, anh đi du lịch Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu, Bến Tre, An Giang là mấy chỗ đó là anh tới nhiều nhất. Dạ, em rất thích đi du lịch. Dạ. Nên là hy vọng là nếu như có đủ duyên đủ nợ thì em muốn có một người đồng hành cùng với em. Dạ. Dạ. Ok. Anh vẫn đi Vũng Tàu hả? Bây giờ cái mùa này đi Vũng Tàu là thượng sách, đâu có đi đâu được đúng không? Giờ nè, bây giờ em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái, em hát cái bài gì đó gọi là đông đầy cảm xúc gì đó. Rồi. Ha, tiến tới mạnh mẽ lên nào. Dạ. Dân chơi mà. Dạ, em đây. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không dòng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Cảm ơn anh. Chưa, nắm y nguyên luôn, nắm hoài luôn. Còn bạn gái hát tặng lại đi, nhìn vô mắt hát nè. Dạ, em hát không hay, nhưng hy vọng anh đang cố gắng để nghe. Không, anh nghe được. Dạ. Em hát một đoạn trong ca khúc là em quên mất tên rồi. Mỗi sáng thức giấc muốn thấy anh bên mình, mỗi sáng thức giấc muốn thấy anh hôn mình. Tin do tin là sao cứ kêu tên anh, vi vu anh bước đi âm thầm. Dạ, em xin hết ạ. Đứng nắm tay đó. Đứng nắm tay luôn, nắm chặt chưa buông. Không đi, giờ nói nè, em cảm nhận nãy giờ như thế nào? Cảm nhận cái người đối diện nắm tay cảm giác thế già nào? Nói đi. Em á hả? Chứ ai nữa? Dạ, em là cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp. Dạ. Em có thích không? Quá, cũng thích anh. Thích hả? Dạ. Em muốn mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình sẽ làm tài xế bạn trẻ đi Vũng Tàu. Dạ. Em tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào, tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Ngày đầu tiên mình đi chơi đâu thế nào để mình vẽ ra một cái bức tranh đẹp đẹp chúc cho bạn gái đi. Nào. Nói chung là ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi uống cà phê, đi ngắm biển, rồi đi tắm biển. Rồi còn chỗ nào em còn thắc mắc như là Vũng Tàu, chỗ này em chưa đến thì anh sẽ chở em đến. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. Dạ. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh. Dạ. Hay rủ anh đi sở thú đi. Không, em cứ đi Vũng Tàu đi, có gì hả? Có gì không biết bơi sau này mình tập cũng được à? Dạ rồi. Hy vọng là mình có thể tập. Đúng rồi. Đó chỉ hai đứa tập bơi đi được mà. Dọc cát cũng được mà, đâu cần thiết phải bơi. Đúng rồi, đâu cần bơi đâu. Dọc cát được. Bây giờ là gì nè? Em nói với bạn gái đi, nếu mà sau này mình cưới nhau về á, thì tiền bạc ai giữ, rồi mình thích con trai hay con gái, nó trao đổi luôn đi. Nếu mà cưới nhau về thì anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho em. Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc 90%. Rồi em nghĩ khoảng 70% là được. Phần còn lại anh nên giữ để trang trải, ví dụ như là những cái cần lúc cần. Em thích trai hay gái? Em dĩ nhiên là thích gái rồi anh. Hỏi bên kia kìa. Dạ, dạ em, anh là thích em rồi đó. Dạ. Anh hỏi em, đúng em rồi. Hỏi là sinh con đó. Nhưng mà sau này là lúc mà sanh con á, thì là em thích có con trai con gái, em tâm sự với bạn đúng đi. Nếu em thích con trai hay con gái? Anh thì con nào cũng được hết á. Dạ, con nào cũng được, miễn là con của nhau là được. Dạ. Với lại là em thích con gái đầu lòng hơn. Ok, cũng được. Tại vì nhờ được. Dạ. Dạ. Rồi, được rồi, trở về vị trí. Được rồi đó. Bạn trai chưa nắm tay bạn gái lần nào, lần đầu tiên cảm nhận thế nào em? Dạ, lần đầu tiên em cảm nhận là thì bạn gái rất là dễ thương, đúng với gu của em. Đúng gu luôn. Đúng gu luôn, tôi đảm bảo đúng gu nè. Bồng đi, y chang luôn nè. Đó, cưng dễ sợ cưng luôn. Cái mặt con này xinh lắm nè, mặt con nhìn cái mặt dễ cưng lắm luôn, ngơ ngác. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Đây. Thích thì bấm ngay, không cần phải chờ đợi. Rồi, xích vô xíu, xích vô. Nào. Đó, nghiêng ra. Đây, đây. Rồi, bấm luôn đi, nhấn luôn đi. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau, bấm luôn. Không cần phải đếm. Không cần đếm luôn. Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta... Yes, thôi khỏi, đừng nói nữa. Ôm chặt liền. Ôm chặt coi cảm giác thế nào. Lần đầu tiên đó, ôm hai tay. Không phải khoác tay. Ôm hai tay vậy nè. Giống như trong phim á, giống như trong phim mà gặp nhau cái anh ơi em ơi đã ôm nhau một cái. Đúng rồi, biết không? Chặt luôn để nguyên. Bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè. Dạ. Đó. Rồi hôn lại nè, hôn lại liền. Bây giờ người ta lần đầu tiên người ta hôn mà người ta còn mạnh dạn như vậy, huống chi mình. Bây giờ mình hôn lại. Đầu tiên nó quan trọng lắm. Phải lấy hơi hít vô nha. Đúng rồi. Rồi. Nào chuẩn bị nào. Nào, hai người chưa bao giờ hôn đó. Hai người cùng hỗ trợ qua lại. Rồi. Nụ hôn thật đẹp. Bắt đầu ôm. Thật đẹp. Bắt đầu hít mạnh lên. Thôi. Tội nghiệp nó chưa yêu lần nào. Nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai? Dạ, rất là ngọt ngào. Nó dễ thương, dễ sợ luôn nha. Thật sự em là một người đàn ông em thấy rất là dễ mến và dễ cảm tình. Và dễ yêu nữa đó. Hãy yêu nhau cả cuộc đời nha. Hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha. Rồi bây giờ thế này, đi xếp ra làm xíu. Bây giờ xin phép gia đình đi ha. Có đại diện của sếp rồi mà ba mẹ bạn gái cũng đang theo dõi truyền hình. Mình hứa xin hẹn hò với nhau và hứa những cái gì để cho người lớn ta yên tâm. Nắm tay nhau đi, đừng có buông tay nha. Dạ, cho em xin phép được chào gia đình bên bạn nữ và sếp ạ. Em xin hứa là sẽ bảo vệ, lo lắng cho bạn nữ suốt đời. Dạ. Nhưng mà nhớ về tập bơi nha. Dạ. Của bạn nữ thích bơi mà mình không bơi được nó kỳ lắm nha. Dạ. Cứ tập bơi luôn nha. Dạ. Em nói gì với mẹ? Dạ, con chào cô, em chào sếp, em chào mọi người. Thì hồi gặp nhau hôm nay là cái duyên, còn cho nhau cơ hội là cái nợ. Thì hy vọng là tụi con sẽ cố gắng gìn giữ những cái điều tốt đẹp nhất dành cho nhau. Thì nếu như đi được một chặng đường dài thì đó là một điều tốt. Xin cảm ơn ạ. Hay lắm. Hay. Cô gái cố gắng nha. Hỗ trợ cho bạn mình, thật sự là anh rất thấy tự nhiên, thấy cảm tình với này lắm luôn đó nha. Hôm nào Vũng Tàu dẫn anh đi bơi nha. Rồi anh Quyền Linh cứ set up lịch là gọi em cái là em có mặt Vũng Tàu liền. Rủ chị Vân bơi nữa. Rồi chị Vân cũng bơi luôn. Chị Vân cứ set up lịch là em có. Chị không biết bơi. Chị ra đó dọc cát cũng được. Đây là đúng tim của chị luôn nè, đúng cung. Nó nghe nè. Vân tò mò cái cuốn nhật ký của bạn nữ quá. Lấy cái cuốn nhật ký cho bạn nam đọc thử. Ôi, một trang. Nhật ký ai đọc? Được không? Dạ, bây giờ người ta là của nhau rồi. Cho đọc đúng không? Dạ. Không có ai đọc nhật ký đâu nha. Nhật ký là nào đâu? Dạ cái này. Đó. Đọc trang đầu coi sao. Đọc trang đầu. Đàn ông có trách nhiệm lớn Đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc, là một tấm gương sáng cho con. Phụ nữ có 3 trách nhiệm lớn là cổ vũ, động viên cho chồng xây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình, giáo dục nhân cách con cái, cuối cùng là làm cầu nối gắn kết các mối quan hệ trong gia đình. Có 3 thứ nhất rất dễ hủy hoại cuộc đời một người, đó chính là sự nóng giận, sự tham lam và ích kỷ. 3 thứ vô thường nhất đó chính là thành công, tài sản, cơ hội. 3 thứ vô giá nhất đó chính là sức khỏe, lương thiện và tri thức. 3 thứ có thể giúp chúng ta thực hiện ước mơ đó chính là khát khao, nỗ lực và kiên trì. Rồi đó, quá hay rồi. Còn album này nhớ chụp hình hai đứa gắn vô, chụp thêm hình heo nữa để cái bên làm kỷ niệm nha. Đó, đây quà của hai đứa giữ lấy.